Đoàn kiểm tra liên ngành huyện An Phú vừa ra quân kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện. Đoàn tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Trung thu 2023 như bánh, mứt, kẹo, bia, rượu, nước giải khát, thịt, sản phẩm từ thịt. Đoàn tiến hành kiểm tra hồ sơ theo dõi chất lượng sản phẩm, phiếu kiểm nghiệm định kỳ đối với thực phẩm, quy trình sản xuất chế biến, nhãn thực phẩm hàng hóa, hàng sử dụng, hồ sơ nguồn gốc sản phẩm hàng hóa, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận sức khỏe, tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm đối với người lao động, điều kiện cơ sở, trang thiết bị dụng cụ. Qua kiểm tra, hầu hết các cơ sở đều đảm bảo các điều kiện kinh doanh.